Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 9 giảm giá mạnh. Tính đến đầu giờ sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1942,09 USD trên ounce, giảm 2 USD trên ounce so với cùng thời điểm ngày 11 tháng 9. Giá vàng hôm nay hiện cao hơn khoảng 429 USD trên ounce so với đầu năm 2020. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay có mức giá là 54,18 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, vàng thế giới giao tháng 10 năm 2020 ghi nhận trên sàn COMEX New York ở mức 1945,5 USD trên ounce, giảm khoảng 14,5 USD trên ounce. Giá vàng ngày 12 tháng 9 giảm mạnh, chủ yếu do giới đầu tư đẩy mạnh các giao dịch bán và dịch chuyển dòng vốn sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán USD khi thị trường này đồng loạt đi xuống. Ngoài ra, những kỳ vọng về chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế mới sau đại dịch COVID-19 sẽ được đẩy mạnh đã kích thích nhà đầu tư rút tiền khỏi các kênh an toàn và chuyển dịch sang các kênh đầu tư khác. Điều này phần nào cũng khiến giá vàng hôm nay giảm mạnh. Nhận định bức tranh kinh tế châu Âu còn nhiều bất ổn, nhưng các quan chức của ECB cũng cho rằng khu vực kinh tế này đang có chiều hướng tích cực. Điều này đã hỗ trợ cho đồng euro có phiên giao dịch ấn tượng và sức mạnh của đồng USD, qua đó giúp giá vàng ngày 12 tháng 9 hạn chế lao dốc. Ghi nhận cùng thời điểm theo giờ Việt Nam, chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh so với rủ 6 loại tiền tệ chính đứng ở mức 93,225 điểm, giảm 0,08%. Hiện thị trường sẽ ngóng số liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 8, dự báo giá tiêu dùng Mỹ tăng 0,2% trong tháng 8 so với tháng 7 năm 2020 và tăng 1,6% so với cùng kỳ tháng 8 năm 2019. Tại thị trường trong nước, tính đến phiên giao dịch ngày 10 tháng 9, giá vàng 4 số 9 niêm yết tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 55,95 đến 56,65 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội ở mức 56,15 đến 56,55 triệu đồng trên lượng. Còn tại Phú Quý SJC, giá vàng 4 số 9 được niêm yết tại Hà Nội ở mức 56,15 đến 56,55 triệu đồng trên lượng. Và tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 56,16 đến 56,54 triệu đồng trên lượng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.